Rồi chào bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nha. Thì uh, mình có lang thang ở trên uh, mạng đấy, mình có tìm được một cái phần mềm. Cái phần mềm này được quảng cáo là giúp cho bạn có thể chỉnh sửa nhanh một tấm hình, à, chỉnh màu nhanh cho một tấm hình, rất là nhanh luôn và tấm hình của bạn nó sẽ trở nên đẹp hơn chỉ sau một cú lứt chuột thôi. Thì uh, mình đã tải cái phần mềm đó về rồi. À, bây giờ mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm thử xem là phần mềm này nó có đúng như vậy không các bạn nha. thì các bạn tải về nó sẽ có một cái file nén như thế này. này. File này tên là Photo Lamer 3. Đấy, file nén như thế này, các bạn giải nén ra các bạn sẽ có một cái thư mục như thế này. Ở trong này thì nó sẽ có một cái file setup và một cái file crack như thế này. Đấy các bạn cài xong các bạn chỉ cần copy cái file crack này vào cái chỗ các bạn cài đặt là xong. Thì mình đã cài sẵn đây rồi để khỏi mất thời gian các bạn. Bây giờ mình test luôn này. Cái phần mềm Photo Lamer 3 này, các bạn mở ra. Rồi khi mà các bạn à, mở ra nó sẽ có cái giao diện thế này ha, photo limer 3. Đó thì à, bạn có thể là cầm một tấm hình của bạn bạn thảo đây hoặc là bạn nhấn nút open để mở ra hoặc là bạn coi cái open symbol email này, chúng ta coi thử nha. Đây cái symbol email của người ta có nghĩa là cái hình à, là ví dụ của người ta đó. Rồi, bạn coi này. À, before và after, chúng ta coi cái before trước này. Đấy cái before nhìn cái hình nó à, ghê gớm không? hình đen thui thui lùi này, rồi cái độ tương phản thì không có nó cứ mờ 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 ảo ảo này. Sau khi mà có cái phần mềm này qua rồi bạn nhìn này, lột xác, lột xác ghê không? À, lột xác ghê chưa? Thấy không? Chủ thể nổi bật lên trên cái background luôn, chủ thể nổi bật lên background rồi cái da thì nó sáng rồi nó đẹp và đủ thứ hết. Thì không biết là <laughs> chúng ta sử dụng nó có được như này hay không? các bạn nhỉ, à, cái này còn hơn là photoshop nữa, cực kỳ lẹ luôn, Đấy, chỉ cần một click chuột thôi là xong liền. rồi giờ chúng ta sẽ thử nha, mình sẽ open more này, thì ở đây mình có chép hai tấm hình của mình vào đây, ha, à, các youtuber khác thường người ta làm những cái video này là người ta hay lấy những hình hot girl, gái xinh đồ này kia nhưng mà thôi, mình lấy hình của mình đi, tuy là mình không có đẹp trai lắm nhưng mà cái hình của mình thì chắc ăn hơn, đỡ bị vi phạm bản quyền các bạn nhé. À, đây mình sẽ lấy hai tấm hình của mình ra để làm đại diện à, thì à, mình lấy tấm hình này trước nhé tấm hình áo đỏ này mở ra rồi bây giờ đầu tiên ấy, mình sẽ cho các bạn coi cái hình gốc ngoài trước đi hình gốc này đây cái hình này thì mình chụp bằng cái máy ảnh cơ các bạn nha chụp bằng máy cái ảnh ảnh cơ cho nên là cái độ chi tiết của nó rất là cao Đấy, độ chi tiết nó rất là cao bạn có thể nhìn thấy là hình nó rất là chi tiết và rất là bén À, gần như là đẹp luôn rồi Nó chụp gần như là đã đẹp luôn rồi Bạn chỉ cần chỉnh sửa ánh sáng lên một chút xíu Rồi độ tương phản Một chút xíu thôi là cái hình nó sẽ hoàn hảo lên Và ở đây mình có một tấm hình nữa Các bạn nhìn này Tấm hình này mình chụp bằng điện thoại à, Các bạn thấy không Chụp bằng điện thoại thì thường thường là cái hình nó sẽ Hay bị mờ mờ ảo ảo, ảo lắm Cái hình nó không có thật à, Cái hình nó không có thật do là Nhiều khi trên điện thoại nó có sẵn những cái hiệu ứng mà làm đẹp trước rồi đấy, cho nên là các bạn chụp xong nó sẽ bị những cái tác dụng phụ thế này. Thì bây giờ mình sẽ dùng thử cái phần mềm Photolimer này để mình chỉnh thử à, Chỉnh hai tấm luôn, xem như thế nào. Rồi mình sẽ bắt đầu nha. Đây Photolimer này. Đầu tiên là rồi mình sẽ open thêm tấm kia vô luôn đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ chơi tấm này trước. Rồi mở ra. Chúng ta chờ xem kết quả nha. Vừng ơi mở ra Ồ oh, vừng lâu mở thế Đó ok Bạn thấy chưa Before after này Coi cái before nha Đen thui thui lùi After Wow đẹp trai chưa Đã đẹp trai này còn đẹp trai hơn nữa chứ Ồ uh, vai đạn nha Đấy vai đạn chưa Đó Thì uh, cái tấm hình này á Sau khi mà chỉnh xong ấy Bạn thấy là Nó chỉnh sáng lên hơn thôi Sáng lên hơn thôi Theo mình nhận thấy thì nó chỉ làm sáng tấm hình lên thôi các bạn à, sáng những cái phần này lên luôn là sáng hết này đó còn cái này thì của mình là nó hơi tối do là hình gốc mà mình chưa chỉnh gì hết thì cái này là nó chỉnh cho sáng lên chút xíu đó cho nó sáng lên cho màu sắc lên thôi rồi các bạn có thể là gia giảm cái hiệu ứng này bằng cách là bấm vào cái cọ đây này à, mặc định nó đang để là trăm phần trăm ha trăm phần trăm bạn có thể gia giảm đi này. ví dụ như bạn không thích cái hiệu ứng của nó bạn có thể gia giảm à, dùng một ít thôi à, ví dụ như là thường thường là những cái phần mềm này ấy, nó hay làm quá lố lắm chúng ta có thể là gia giảm bớt đi để chúng ta nhìn thấy nó không có bị lố quá ha à, thường thường mình mà chỉnh hình trên photoshop ấy, mình cũng chỉ dùng khoảng cỡ 30 đến 50 là cao chứ mình không dùng hết trăm phần trăm bạn trăm phần trăm nó sẽ ra rất là lố và nó làm cho cái hình chúng ta nó bị uh, mất được cái sự chân thật và nó làm biến từ cái hình này sang hình khác nó không còn uh, gốc nữa đó cho nên các bạn có thể gia giảm này còn nếu mà bạn muốn à, sống ảo cực kỳ luôn thì bạn chơi hết 100 lên Thì à, mình à, tạm thời mình để nó là 100% luôn Để mình sẽ so sánh với cả gốc các bạn nha Các bạn nhấn nút export đây nè Rồi chúng ta chọn là disk để xuất ra Ở đây chúng ta sẽ chọn là lưu ở đâu Mình đang lưu desktop này Rồi ở đây bạn có thể là xuất ra những định dạng Ví dụ như là JPEG hoặc là TIFF hoặc là PNG à, Đấy tùy theo bạn thôi ở đây mình sẽ xuất là JPEG nha và chất lượng đây mình để hết cỡ luôn là 100. À các bạn có thể là advanced setting này, advanced setting trong này nó có những cái gì? override with warning là tự động lưu luôn này. Rồi, đổi name này, đổi tên theo ký tự hay gì đó. Rồi. những cái này là nãy chúng ta chọn rồi. Cái hệ màu thì ở đây mình khuyên các bạn nên chọn là SRGB nha. Nên chọn là sRGB thì nó sẽ chuẩn hơn. Rồi, chúng ta sẽ để kích thước gốc luôn. À, còn các bạn muốn uh, cho to ra hay gì đó thì các bạn mình để kích thước gốc sau đó các bạn uh, chọn là xây setting uh, để chúng ta lưu lại cái reset này của chúng ta đấy ha uh, ví dụ như bạn đặt tên đi ví dụ mình chọn là số 1 chẳng hạn đi ví dụ là thế xây rồi bây giờ mình sẽ xuất này ra bạn nhấn continue này xuất ra rồi uh, nó sẽ bị trùng tên với cái ảnh gốc của mình thì uh, một là override là ghi đè lên, hai là rename thì mình chọn rename đi nha để tí mình so sánh cho dễ. Rename này. Nó đang xuất ra bạn thấy không? Nó đang adjusting contract này có nghĩa là nó đang thay đổi cái độ tương phản. À, rồi xuất xong rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ làm thêm tấm tiếp theo đi rồi mình sẽ so sánh sau nha. Tấm này là à, bằng điện thoại này, chụp bằng điện thoại rồi mình xuất tấm này ra. Vừng ơi mở ra. Ok, bạn nhìn này đây là ảnh gốc nhá ảnh gốc này ảnh gốc là before này không sau khi mà chỉnh xong nè after này thì bạn thấy là cái độ tương phản của nó cao hơn đúng không tấm này nó cho chúng ta thấy được cái sự thay đổi khác biệt luôn này à, cái ảnh gốc thì bạn thấy là nó mờ mờ ảo ảo đúng không nó không có nổi khối lên à, nó không có nổi bật cái người lên khỏi cái background à, sau khi chỉnh sửa xong thì cái người chúng ta nổi bật lên khỏi cái background thấy không độ tương phản nó rất là tốt À độ tương phản nó rất là tốt, nó gần giống như là cứu hình lại chúng ta đấy. À, rất là tốt nha. Đấy, thì cái này các bạn cũng có thể là gia giảm đây này nếu các bạn không thích. Ở đây mình để hết cỡ luôn đi rồi export nha. This này. Rồi, export luôn continue. Rồi, rename nha. Rồi, ta chờ chút xíu để cho nó export ra. Rồi, sau khi xong, done và mình kết thúc cái phần mềm nha, tắt phần mềm này. À, quit anyway. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ so sánh nha. À đây mình sẽ đổi tên tấm này trước đi. Tấm này là mình đổi thành là số 1. À, số 1 nha. À tấm này là à 11, ví à, dụ là thế. Rồi, tấm này là số 2. Này là 22. Rồi, bây giờ mình sẽ so sánh tấm thứ 1, số 1 trước. À, bạn nhìn tấm ảnh gốc này nha mình sẽ phóng lớn cho bạn coi luôn do là máy này chụp bằng à, máy ảnh cơ cho nên là cái độ chi tiết nó rất là cao ha bạn thấy không da nó rất là đẹp luôn hả rồi bây giờ mình sẽ à, cho qua tấm chỉnh sửa nha nè tấm chỉnh sửa thì bạn coi này cái da của nó nó sau khi mà nó đã áp cái lớp hiệu ứng vô thì thường thường là nó chỉnh sáng da lên thôi chả có gì cả thấy không nó chỉnh sáng da lên thôi cái da thì nó vẫn giống như cái ảnh gốc nhưng mà nó sáng lên thôi. ấy thì bạn thấy là cái hình nó sẽ bị chuyển sang cái hướng là bị uh, mờ hình đi. ha. À giống cái chỗ cái micro này nó sẽ bị noise, nó bị nhiễu đấy. Đó. đó. Còn thằng này thì nó như này thì nó chân thật hơn, đó không? Nó không bị nhiễu. Nó thằng này ảnh gốc của mình thì bạn thấy là độ chi tiết nó rất là cao này, nhưng mà khi qua thằng này nó chỉnh xong là nó có tình trạng là bị uh, mất chi tiết đi ha, do nó chỉnh sáng quá bởi vậy cho nên mình nói các bạn là nên gia giảm cái độ mạnh của hiệu ứng ấy, khi nào mà các bạn cảm thấy hợp ý thì các bạn xuất ra rồi đây là tấm thứ nhất tấm thứ hai đây, đây là cái ảnh gốc à, ảnh gốc bạn thấy là cái này nó khá là mù mờ mà sau khi mà có cái này xong thì ảnh đẹp hơn rất là nhiều vậy thì kết luận lại một câu mình thấy là cái app này nó phù hợp với lại những cái hình các bạn chụp bằng điện thoại nhiều hơn là những cái hình mà các bạn chụp bằng máy ảnh cơ những máy ảnh lớn á ha đấy ảnh chụp bằng điện thoại này xấu đúng không khi mà có cái app này vô là ngon lành liền đấy rất là tuyệt vời đó cái này là máy ảnh cơ này thì nói chung là cũng đẹp đó nhưng mà nó cũng không cải thiện được bao nhiêu không cải thiện được bao nhiêu nha đó rồi ok thì đây là một cái phần mềm mình cảm thấy khá là hay à, Giúp cho các bạn có thể là chỉnh sửa nhanh một tấm hình các bạn à, Khi mà các bạn à, chụp bằng điện thoại hoặc là chụp máy ảnh Các bạn muốn chỉnh nhanh để các bạn à, có hình các bạn à, đăng Facebook Chia sẻ với mọi người Thì à, cái video này mình xin tạm dừng tại đây Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha Xin chào các bạn Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.